Nữ quái tổ chức cho người đi nước ngoài trái phép đã bị bắt vì livestream lịch trình xuyên Việt. Sáng nay, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Lai, 31 tuổi, trú tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác ở lại nước ngoài trái phép. Trước đó, cơ quan công an nắm được đường dây đưa người Việt Nam sang lao động tại Campuchia. Số lượng công nhân lao động ở huyện Diễn Châu, Nghệ An xuất cảnh sang quốc gia này ngày càng đông. Qua làm việc với một số công nhân nhập cảnh trở về Việt Nam, tổ công tác xác định Nguyễn Thị Lai là kẻ tổ chức đưa số người này đi lao động tại Campuchia. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Lai đang ở Campuchia. Cuối tháng 11 năm 2022, Lai lên mạng xã hội livestream thông báo về hành trình xuyên Việt và xác định được ngày 28 tháng 11 năm 2022, nghi can sẽ trở về Việt Nam. Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an xã Diễn Đoài tiến hành bắt giữ Nguyễn Thị Lai khi nghi phạm vừa đáp xuống sân bay. Tại cơ quan điều tra, Lai khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Lai đã đưa khoảng 20 công nhân từ Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia và ở lại lao động bất hợp pháp. Khi các công nhân đặt chân sang nước bạn, Nguyễn Thị Lai được phía công ty trả tiền hoa hồng 100 đô la Mỹ một người. Hiện Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.